Đây là đoàn xe đưa rước dâu. Rồi giờ mới đến người lớn này. Đoàn xe liền đủ người không? Chỗ này đủ chỗ chưa? Hết chỗ. Rồi hết chỗ. Còn xe này nữa mà. Còn cái gì ra? Rồi ok. Xe đâu phải xe đứt dâu đâu mà, đưa dâu đâu mà. Xe đưa nhà mình đúng không? Mình mà cứ lên ngồi đây. Xe đưa nhà mình lên ngồi luôn, rồi ok. Để chỗ đó không? Cậu không ai lên xe nữa luôn đi. Đâu với cậu một cái trước được không? 2, 4, 6, 7 xe mà thiếu à? 7 xe mà thiếu à? Let's go được rồi đó. Không cửa đâu. Xe kia ai à? Ôi, cậu cứ lo. Đây là khung cảnh của nhà trai khi rước cháu gái của mình về. Covid gieo mầm tai ngoại ai.
bài. Đại dịch hôm nay không có gì làm ta lùi bước. Giêsu đồng lòng vững vàng nhìn về phía trước. Ngày mai kia rạng rỡ ban môi cười. Đà Nẵng thôn yêu ơi, vững tay treo dù giữa chung trời. Người người cùng nhau chiến đấu. Đại dịch kia rồi phải chịu cúi vâng.
xin cảm ơn tất cả các quý thầy và các quý vị đã lắng nghe ca khúc của Mùa Đào. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và phải nói là quá tuyệt vời thưa quý vị, và tôi nghĩ rằng trong